việc dùng thuốc tăng miễn dịch hay không, đó đây là cái quyết định của bác sĩ, và quyết định này nó dựa vào cái tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư, và người ta sẽ cân nhắc giữa cái việc lợi hoặc hại cái việc sử dụng thuốc này. Thì thật ra cái việc sử dụng thuốc tăng cường miễn dịch nó ảnh hưởng cũng rất nhiều lên cơ thể, và cái người uống thuốc tăng cường miễn dịch thường là bị cái triệu chứng phụ khá là khó chịu, và cái triệu chứng phụ mà người ta thường gặp nhất đó là đau tủy xương. Thì cái thuốc này bản chất của nó là nó kích thích, nó đưa vào những cái chất để kích thích các tế bào miễn dịch tạo ra nhiều hơn nữa, và do vậy khi mà các triệu chứng phụ này nó quá khó chịu, quá đau thì có thể bác sĩ phải kết hợp thêm cái việc sử dụng các thuốc giảm đau. Do vậy cái việc mà sử dụng thuốc tăng cường miễn dịch hay không thì các bạn nên hỏi bác sĩ của mình coi coi có cần hay không, thì người ta sẽ cân nhắc giữa thiệt hại, giữa lợi và hơn. Giả sử như trong cái giai đoạn này cái tình trạng mà lây nhiễm bệnh nó quá dễ dàng và cái người lây nhiễm có nguy cơ quá cao thì cái việc sử dụng thuốc là cần thiết, thì lúc đó bác sĩ sẽ kê toa và các bác sĩ sẽ góp ý cho các bạn.